Ôi em hút em nhà hút tới rồi cả nhà ơi, mở cửa đón em thôi, trời mưa dầm về. Đó bên kia cầu á, bạn đi đường nào vậy? Ôi trời ơi đây nè, trời ơi, tưởng bánh lộn nhà. Tưởng lộn nhà chứ. Khổ ghê trời ơi, quả mít bự vậy. Này hai không ấy Ok. Giờ giờ luôn, giờ giờ luôn. Chào chị. Really? That's the biggest damn thing I ever saw. Ông nói cái tên mít to từ đó giờ ông chưa có. Trời ơi hôm nay được tiếp tế nè ơi, em hút em tiếp tế quá chừng nhiều tiền à, lộn chừng nhiều đồ luôn. Quá chừng đang làm bánh pizza cho ông nhưng ông đâu có ăn được bún cá ngừ gì với chị em mình đâu. Em hút đang nấu cá bên kia cả nhà ơi. That point I'm like, you know what, I'll cook steak. Mình phải làm bánh pizza bên đây. But everything else. Hôm nay làm hai món luôn. Này mà có em hút chồng em hút ở đây ha. Là ăn phụ pizza của ông xã mình rồi. Nhưng mà ông xã nói chuyện gì mà cười hả 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 hả. Hôm nay có hai người đẹp lên nên là vui đó cả nhà. Ok. Wow, so cool. Oh yeah. Wow. Look at that. Your husband man, that beer he brought up was good. Yes, it was good. You ever have? You have. Drank all of it, almost all of it. Người đẹp đang đứng nấu cá bên đây, còn bên này là Nhung Hà đang nướng bánh pizza. The parchment paper, which means it won't burn. The paper will not burn. It's called parchment paper. Oh, I want the pizza. For this weather, pizza is bad. Yeah, pizza's always good. I mean, for the your husband loved you long time. I know. You gave him pizza. She got that, Rồi pizza xong rồi. Trời ơi, nguyên cả một cái xà beng luôn kìa. Cái này gọi là cái xà beng hay cái gì chị? Look at this. Wow. It's like 5-star restaurant. Thank you. Six star, yeah, seven. And to go for me one piece. No, you funnel some of that up, take it home. For the husband. Yeah, sure. Hey. Rồi mọi người ơi, trời ơi chị Nhung Hà làm quá trời là pizza luôn, siêu to khổng lồ. Mình sẽ thử món này khi sẽ tới nhà chị Nhung Hà cũng được chị Nhung Hà đãi nè. Wow. Này có phải em ha. Không phải ai cũng có được chị Nhung Hà cúc cho ăn đâu. Mang về được tặng ông xã của em. Em tên gì? Dạ, em Lê. Em Lê. Yeah. Ăn thử. Nhưng mà về nhà chắc phải bỏ vô cái nướng lại sơ cái. Pizza. Lực. Mặt chị đâu? Mặt. Come over here. I died today, and I died and went to heaven in Vietnam. Okay. This is how I knew it would always be. Oh, we need to wear 6 feet apart? No. Don't have to. We are family. Don't worry. Ooh, don't. Look good. Don't you get yeah. 6 feet ăn thử miếng nhỏ nhỏ đi, lát nữa mình ăn rồi, kia thôi này. Đâu rồi. Rồi mời cả nhà cùng ăn nha. Take half of that home. Take some of that home to your husband. Mm-hmm. Ooh. Both of you. Look at this. Look at this. So good. Ăn đi chị, ăn đi. Chị ăn thôi, chị ngày nào chả ăn. Chị để dành cho ông xã của em ấy. Để chị ăn quái đi. Hai wow. Ăn thử, ngon không? Better than the what? Italy restaurant. Italian restaurant, yeah. You should open Italy. So, I will come and help you. Like crazy. Oh my god, you're lucky, man. I know it. Whenever she
If you have a lot of money and open a restaurant, just call me, come and help her. I will work for her. You know? Nice stop. So on the video, I thought it's kind of maybe just like you guys just enjoy it, but not really good. It's good. But now I try it, I say, oh, this is real, really good. Real one. Fresh and juicy and oh my god, everything combined in my mouth. No. When I say it's good, it's good. If I don't think it's good, I'm not gonna say it's good. So every time we want pizza, we need to come here. Oh yeah. No. She'll teach you and you make it at home for your husband. You'll be so happy. Eat. Lát chị gửi cái đường link mà chị làm bánh pizza này nè. Dạ. Để em về làm cho ông xã ăn dễ lắm. Nhưng mà phải mua cái loại bột chị cái, làm nó giòn nè. Cái này gọi là double flour vô trong cả cái cái Amazon á. Dạ. Đánh chữ double, double là hai chữ O đó xong dạ. Rồi flour là nó ra cái này làm tại vì đó cái bột đó là của người Ý. Đó. Từ Ý nên là nó ngon. Mình không có mua được ở đây, mình phải đặt ở trên mạng người ta chuyển về đây. Nên là làm bánh pizza này nó kiểu đặc trưng của người Ý đó. Nên yeah. là phải mua cái đó của họ thì làm cho nó ngon. You gotta pour a lot of cheese on it. Thank you. So good. I like it. I like it. I love it. I love it. Look, Nam á, bữa hồi xưa mà còn 3 tuổi á, không biết xem á. I love it. Nóng là nướng hả mẹ? Nóng mà nướng. Xong lại giờ mình nói nhiều quá vậy. Nó nóng. Ngon. Mở bia. Ôi nãy giờ mấy lon bia rồi. Cheers. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yo. Yo yo. Yo con kia nó nói luôn kìa. Ngon không? Tastes good. That's good. Oh, that's a good taster. Oatmeal. Yeah. Otis. Hey, that's good too. Yeah. Healthy. Cái vải đâu rồi bé? You like it? Otis. Oatmeal. Oatmeal stout. Mời cả nhà ăn vải. Em này em lên em nhà hút thì em lên em mang vải lên này. Có cái chỗ để mà làm mình làm trại á, cắm trại á. À, cắm trại hả? Qua đêm hả? Mình cắm qua đêm cũng được mà mình lại đó mình party chơi rồi về cũng được. Kiểu vậy á. Xong rồi mình tới đó xong rồi câu cua xong lên là nấu ở đó ăn ở đó xong rồi nhậu ở đó. That's a good plan. Xong rồi cái mà xỉn quá vô xe ngủ hoặc là cắm trại đó. Cắm lều đó. Maybe a while in state park. Yeah. Maybe come up and stay for the weekend. Là rủ mấy chị camp for the weekend. Không có vô giúp lâu được. Đó. Camp for the weekend. Rủ bạn bè. You two get together. Yeah. On the boat and get the crab and then we'll sneak over there and get some clams. Yeah. American dream. Yeah. It's fun. It's so fun. That's a good idea. Mm-hmm. Yeah. It's good, but we want to set room for the soup. Yeah. Yeah. Món này là sẵn xài yêu quý. This for Nam. Nam. Oh, it is peace. Where is Nam? Nine years? Do you have a girlfriend? 12 more years you can drink beer. With your dad. Well, let's get back to the first question. Do you have a girlfriend? Yeah. That big smile? That would be a yes. Yes. But I'm not going to admit to it. Don't be shy. They're not going to school, but they go online. Mm-hmm. Two times a Monday and Friday. And every time I said, oh, the beeper goes off, I'm like, oh, time to go online. He goes, wait a minute. And he run in there. And he come out a new man.
Wow. Chuẩn bị ăn bún cá ngừ cả nhà ơi. Đây, chuẩn bị ba em ba tô nước mắm. Không thể thiếu ớt được hả? Uh-huh. Mấy quả ớt đi. Vừa thôi. Nhiều vậy? Thì để vậy đó. Để cho nó đẹp được hình đúng không? Đẹp được hình thôi. Rồi giờ thì mình sẽ tắt máy để chuyển qua ăn bún cá ngừ nha mọi người. Chuyển qua một cái video khác nữa. Ây gư, nhìn kìa hấp dẫn ha. Dầm ớt ra là cay quá xá đạ luôn á. Yeah. Rồi bye bye mọi người.